Rồi hàng về nhá. Một chiếc Yamaha F7 mới về luôn nha. Con này đẹp xuất sắc luôn ấy. Một con Yamaha F7 thích hợp ra làm những công việc bình thường nha. Hôm trước chạy 5 triệu 12, lốp nứt rồi, nhưng mà cặp lốp này nó rất là rẻ tiền nên không quan trọng. Lốp sau đây thì còn ngon, chạy 8.3/20 nha. Lốp sau nứt răng nhỏ nhỏ thôi nha, vẫn chạy tốt. Một con Yamaha F7 mới về. Hai cầu nha. Xe chưa dọn rồi cái chưa gì luôn á, về rất công xuống là vậy luôn. Về chỉ cần xịt sơ thôi à, sạch tinh. Đất đai còn bám đầy luôn á. Một con Yamaha F7. Dòng này về bao nhiêu bán bấy nhiêu nha. Con này chạy 1.119 giờ. Thì con này đi theo bộ sới này luôn. Nếu như các bác mà mua đầu thì tính đầu, còn nếu như mà mua cả sới thì tính thêm bộ sới nữa nha. Thì chắc em báo giá lên luôn cho mấy bác biết. Xe còn mới keng luôn nha, xe còn rất là mới, chẳng qua đất đai bám thôi, về xịt rửa một phát là sạch tinh. Nếu như các bác mà lấy thì bao các bác một cái cặp tăng rin của theo xe này nữa luôn, ở đâu vào đó. Xe này mấy bác ở Đắk Nông thích lắm đây, vì nó làm dàn cổng nhà đồ lấy bài luôn. Con Yamaha F7 sới nó đi theo là CM3 nha. Răng thì mấy bác mà lấy thì để luôn dàn sới này luôn, theo nó luôn, còn nếu như không lấy sới á thì trừ nó ra. Chắc là em nói thủ tục chắc nó đâu vào đó. Răng còn rất là dày nha, răng rin luôn. Nhưng mà F7 rồi, cho coi tình trạng máy của em nó luôn. Đây nó có một cái lẫy đây đúng không, kéo qua là nó bung lên nha. Rồi gài cái này lại thôi là xong. Mới keng luôn, xài bếp kim nha, động cơ ba máy xài bếp kim, chưa có một dấu tích gì hết nha, rất là đẹp. Còn cái này đụng gì móp thôi, dính đây, chưa có một dấu tích gì hết á, chưa có dấu đụng cà lê luôn. F7 nha, rất đẹp. Đây cầu trước của nó đây.
chưa dọn thử nghe mấy bác nha. Xe chưa dọn thì nó chưa dọn. Hạ công xuống như nào để như vậy luôn là bán. Cắt nước. Chân máy F7 nha, cực kỳ đỉnh luôn. Đấy, tem thông số ở đây. Mấy bác mà giỏi rành về thông số á, thì coi nó. T75 luôn các bác nha. Xe này là thuộc châu bò đó. Những cái này mà nó còn cách nhiệt luôn này, đầy đủ. Giang máy F7 rất đẹp. Thấy đất rác đồ còn nguyên luôn. Súng công là như nào là để như vậy. Thì mình đè nó xuống đây. Rồi test nó lên. Tiếng như tiếng xe con nha. Con này thôi như này đi, buổi trưa rồi. Em cũng lời làm, thôi em báo giá luôn. Con này nếu như mấy bác mà lấy cái đầu không á thì tính 35, còn nếu như lấy thêm dàn sới là tính 45 nha. Là con Yang Ma F7. Rồi, nếu như được thì alo qua số điện thoại em bán cho. Chiếc Yang Ma. Máy cực kỳ êm nha.